Thượng tọa Giác Nghiêm, thế danh Trần Văn Châu, sinh năm 1939 tại Thừa Thiên Huế. Vào năm 1992, Ngài xuất gia tại tỉnh Sáng Ngọc Pháp với thầy bổn sư là Hòa Thượng Giác Ngôn. Năm 1993, Ngài thọ sa di giới tại Tổ đình Nam Trung, thành phố Nha Trang. Sau 3 năm, Ngài thọ tỳ kheo giới vào năm 1996. Sau khi trở thành một vị tỳ kheo khất sĩ, Ngài bắt đầu chí nguyện đi đến các miền tịnh xá trong giáo đoàn, đảnh lễ chư vị tôn túc hoặc đến những miền tịnh xá vùng xa để gieo duyên Phật Pháp. Thượng tọa Giác Nghiêm đã từng tu học ở tỉnh xá Ngọc Tòng, thành phố Nha Trang, tỉnh xá Ngọc Phổ, Vạn Ninh, tỉnh xá Ngọc Quang, Ban Mê Thuộc, tỉnh xá Ngọc Hải, Cam Ranh, tỉnh xá Ngọc Tràng, đảo Bình Ba, Cam Ranh. Dù tu học nơi đâu, Ngài cũng thể hiện tinh thần khiêm hạ, từ hòa, nên tăng chúng và Phật tử đều quý mến. Năm 2013, Ngài được bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp. Thượng tọa Giác Nghiêm, nguyên ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nguyên phó ban Hoằng Pháp, ủy viên Ban văn hóa, ủy viên Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, trụ trì tỉnh xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang. Năm 2019, bệnh duyên tái phát. Theo quy luật thân già bệnh, mặc dù bác sĩ đã báo bệnh nan y, nhưng thượng tọa vẫn điềm nhiên đón nhận là một sự thật không chút lo sầu. Bắt đầu khi nhận hung tin, thượng tọa quyết tâm công phu hàm dưỡng bệnh từ bất khổ thân. Các thời khóa tu tập, Ngài đều siêng năng tinh tấn. Trong những ngày tháng sau cùng, bệnh duyên ngày càng nặng hơn, tâm thượng tọa hướng đến sự xả bỏ báo thân vào ngày cát tường trường tình trong sinh hoạt tăng già. Cỗ xe tứ đại đúng thời tan rã, thượng tọa đã thuận thế vô thường xả bỏ huyễn thân viên tịch vào lúc 22 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Tân Sửu, tại tỉnh xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế 83 năm, hạ lạp 28 năm. Cuộc đời của Thượng tọa Giác Nghiêm nhiệt huyết phụng sự, tinh tấn hành trì, quả thật là một tấm gương sáng cho quý Phật tử noi theo. Cầu mong Thượng tọa theo thiện nghiệp của mình tái sanh về cảnh giới an lành và tiếp tục lý tưởng tu hành hoằng dương Phật Pháp, lợi ích nhân thiên và sớm viên thành Phật Đạo.